Kính chào bà con đang theo dõi chương trình Hỏi đáp trong ngày trên kênh VTC16. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày, từ thứ hai tới chủ nhật hàng tuần. Bắt đầu chương trình sẽ là những câu hỏi liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi với sự tư vấn của Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Thuốc thú y Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi đến từ khán giả có tên Phượng tại Thanh Hóa, số điện thoại là 0854 3 số cuối 998. Khán giả có hỏi như sau: 100 con gà thả vườn được 1,5 tháng tuổi có hiện tượng là đi ngoài phân màu vàng, xanh, hơi lỏng, ủ rũ, sưng đầu, mắt thì híp lại, bỏ ăn và đã có con chết. Hiện thì khán giả chưa dùng thuốc gì cho gà, bị 2 đến 3 ngày nay, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, chị Phượng thân mến, câu hỏi của chị đã được chuyên gia Lê Văn Năm tư vấn như sau. Vâng, trước hết là chúng ta thấy là gà thả vườn 1,5 tháng tuổi, cái tiêu chảy phân màu vàng, xanh, lỏng, ủ rũ, sưng đầu, mắt nhíp lại và bỏ ăn để chết. Thì nó có hai trường hợp xảy ra. Một là đây là Newcastle ghép với đầu đen. Và nếu không phải vậy thì đây là cúm, biểu hiện của cúm. Thế cho nên trong trường hợp này chúng ta phải cần thêm thông tin. Và đặc biệt là thông tin những cái bệnh tích mổ khám. Chụp rõ những cái nơi biến đổi. Ví dụ như là xem là cái màu nó có xâm tím hay không. Bóp cho nó có chảy nước mũi, nó mắt không. Rồi lột da ra có thấy xuất huyết dưới da không? Xuất huyết cơ, đùi, cơ ngực không? Rồi thậm chí là khi chúng ta mổ gà ra thì có thấy xuất huyết mỡ, mỡ bụng, mỡ vành tim, cơ, rồi là xuất huyết cơ tim không? Đấy, thì đấy là một số những cái biến đổi mà đặc trưng của cái cúm. Đặc biệt là cái màng xương lồng ngực. Thế còn toàn bộ cái đường tiêu hóa thì giữa bệnh Newcastle và cúm này giống nhau. Thế là ở đấy chúng ta thấy là chỉ viêm từ viêm gan ta xuất huyết tràn lan, và thậm chí là nếu như nặng nề hơn nữa thì chúng ta thấy là có thể có thấy thêm những cái viêm phúc mạc. Thế thì với căn cứ còn thiếu hụt như vậy thì theo tôi thế này, cái cách điều trị không cách nào khác là chúng ta đưa cái trường hợp xấu nhất, đó là cúm đi. Thì một là anh phải tiêm lại hai vaccine cúm H5N1V6 vào dân da gáy cổ và Newcastle H1 vào dân da đáy cánh cùng một lúc. Cái vaccine cúm hiện nay, nếu như ở Thanh Hóa vừa rồi có cái đợt dịch H5N6 thì chúng ta cũng mạnh dạn sử dụng vaccine Navet Fluvac 2 đi, bởi vì trong cái vaccine Navet Fluvac 2 như tôi vừa phân tích lúc nãy nó có cái chủng H5N6. Thế nên đây cũng là một trong những cái, đối với Thanh Hóa là cái dịch cúm H5N6 đang nổi lên thì chúng ta hãy dùng cái vaccine này thử xem có ngăn ngừa được không. Và hiệu quả chỉ đạt được khi trước đây đàn này đã được tiêm vaccine. Còn nếu chưa được tiêm vaccine thì hiệu quả chắc là không tốt. Việc thứ hai là cho toàn đàn ăn cái toa thuốc của một tecrizin CCRD 5 thái, thế cúm gia súc, super vitamin và giải độc gan thận lách TA. Mỗi loại 1 gram pha chung vào 1 lít nước với 15 gram đường. Cho đàn gà uống liên tục 4 ngày đêm. Thì tôi nói rõ là nếu như không phải cúm thì phác đồ này sẽ điều trị rất là tốt. Còn nếu là cúm, và đặc biệt là cúm H5N6 mà chưa tiêm phòng lần nào thì hậu quả nói chung là không tốt. Thì đây là tất cả những cái vấn đề nó liên quan hiệu quả là phụ thuộc vào bản chất là cái đàn gà này đã được tiêm vaccine cúm lần nào chưa. Nếu đã được tiêm rồi thì hiệu quả cũng sẽ đạt được như mong muốn. Còn ngược lại, nếu chưa tiêm cúm vaccine cúm lần nào và đặc biệt là vaccine cúm H5N6 thì cái phác đồ này, hiệu quả này chưa chắc đã đảm bảo. Chuyển sang câu hỏi của khán giả Đào Thị Mai Xanh có số điện thoại là 0393, 3 số cuối là 784 tại Yên Bái. Khán giả có hỏi như sau: đàn gà được 95 ngày tuổi, thỉnh thoảng chết một con, mổ ra thì thấy là ruột phình hơi, có xuất huyết. Khán giả đã dùng Amoc 50 cho gà được 5 ngày, nhưng mổ ra thì vẫn thấy manh tràng phình hơi, đi ngoài phân sáp màu trắng và nhão. Gà ăn uống vẫn bình thường, đi lại vẫn nhanh nhẹn, tuy nhiên có hiện tượng gầy đi, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao. Vâng, chị Xanh thân mến, chuyên gia Lê Văn Năm đã có lời giải đáp cho chị như sau. Vâng, cảm ơn chị Đào Thị Mai Xanh.
với nội dung câu hỏi mà chuyện vấn đề lên ấy, và cái mô tả hiện tượng ấy, thì đây là bệnh Newcastle thể phát chậm ghép với bệnh đầu đen. Và cách điều trị thì như sau. Thứ nhất là chị tiêm lại vaccine Newcastle. Và vaccine Newcastle thì dùng vaccine Newcastle H1 của xí nghiệp thuốc thú y trung ương Phùng Hoài Đức Hà Tây cũ. Mỗi con một liều không? Vào tiêm vào dưới da nách cánh, pha với 0,3ml hay 0,25ml hay 0,1ml thì tùy. Nhưng mà gà 95 ngày tuổi thì pha với 0,3ml là tốt nhất. Thì sau đó thì chị lấy cái tia thuốc là TAV Brasin tiêm bắp 1ml cho 5 đến 6 cân gà một lần một ngày. Và nhớ đây là tiêm vào bắp cánh. Và thuốc này chỉ tiêm tối đa 2 ngày liên tục. Nhớ là TAV Brasin tiêm bắp 1ml cho 5 đến 6 cân gà một lần một ngày, tiêm 2 ngày. Việc tiếp theo là cho uống toa thuốc gồm có Sundepot 2ml, tê cúm gia súc 1g, giải độc gan thận lách TA 1g và super vitamin 1g. Tất cả pha chung với 15g đường ăn vào 1 lít nước cho gà uống liên tục 4 ngày đêm. Anh là anh Trâm Mai, Mai Xanh làm đúng thế thì nó khỏi.